quý vị và các bạn, quá sốc số phận anh Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ về đâu? Anh Chính chính thức bị người tình của mình là chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn đâm đơn kiện vào tòa án tối cao và đệ đơn cho Bộ Công an tiến hành điều tra hành chính với tội danh lạm dụng chức quyền buôn bán vũ khí và tàng trữ ngoại tệ trái phép. Kính thưa quý vị, từ nước ngoài, nữ Nguyễn Thanh Nhàn tung ra một số tiền khủng chỉ đạo luật sư tiến hành kháng cáo một vụ án rất nghiêm trọng trong vụ án của công ty Nguyễn Thị Thanh Nhàn, một nguồn tin bí mật tiết lộ. Bà Nhàn cho biết tất cả các phi vụ làm ăn của bà đều có sự chỉ đạo gián tiếp của một ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, lớn nhất là vụ buôn bán vũ khí và thâu tóm bất động sản các khu đất vàng tại các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Đồng Nai. Với cương vị là người đứng đằng sau chỉ đạo, bà Nhàn mỗi năm ông Chính thu về số tiền lên đến hàng chục triệu đô la. Được biết, luật sư là người đại diện cho bà Nhàn dưới sự chỉ đạo của bà Nhàn từ xa, từ nước ngoài của bà Nhàn. Ngày 3 tháng 2, luật sư của bà Nhàn đã gửi cho Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội và Tòa án Tối cao đơn kháng cáo cho bà Nhàn và cho toàn bộ các bị cáo của công ty AAC có liên quan đến ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Như quý vị đã biết, mặc dù vắng mặt trong phiên tòa xét xử sơ thẩm, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bị tuyên án 30 năm tù do hai tội danh là vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng và tội đưa hối lộ. Như vậy là tất cả 8 bị cáo của AAC đã nhờ luật sư kháng cáo, trong số đó có 3 bị cáo đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt, 4 bị cáo khác khi phản ứng tòa án là chưa nêu chứng cứ đầy đủ trong quá trình điều tra, rất có nhiều thiếu sót. Điều ngạc nhiên, hay bị cáo là các nhà lãnh đạo cao cấp ở động này là ông Trần Đình Thành và ông Đinh Quốc Thái. Trước đây, Bí thư và Chủ tịch tỉnh Đồng Nai hai ông này không kháng cáo, mặc dù bản án sơ thẩm cho hai ông này khá cao, lần lượt là 11 năm tù như quý vị đã biết. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, bị cáo đã xây dựng quan hệ các lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân các tỉnh Đồng Nai cũng như lãnh đạo sở đầu tư và kế hoạch đầu tư vào các cơ sở ban ngành khác ở Đồng Nai. Đặc biệt là bà Nhàn có mối quan hệ tình ái với ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, rồi thông đồng với họ và thiết lập các quân xanh tham gia đấu thầu để trúng với 6 gói thầu, thu lợi bất chính gần 150 tỷ đồng. Ông Bí thư Đồng Nai và ông Chủ tịch Đồng Nai cùng nhận một số tiền hối lộ rất lớn từ bà Nhàn, số tiền lên đến 14,5 tỷ đồng. Cựu giám đốc y tế của Đồng Nai còn nhận được số tiền lớn hơn là 14,8 tỷ đồng. Báo chí với các dự báo quốc tế còn nêu một tin rất giật gân là nguyên nhân chính đằng sau vụ truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là do các thỏa thuận mua bán vũ khí giữa Việt Nam và Israel. Trong vụ này thì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được coi là một nhân vật chủ chốt, là người trung gian trong các thương vụ mua bán vũ khí theo sự chỉ đạo của ông Phạm Minh Chính. Chúng ta còn nhớ trước đại hội đảng lần thứ 13 có hai cái tên đình đám nhất nổi lên trong dư luận xã hội. Thứ nhất là trưởng ban kinh tế trung ương Nguyễn Văn Bình nhận kỷ luật cảnh cáo phe giả từ cuộc chơi từ chính trị. Cái tên thứ hai còn hot hơn đó là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Khi đó tượng đã có thể khởi tố được Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nhưng không kịp, Tô Lâm chưa chuẩn bị kịp thời vì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ là một con mồi dưới sự chỉ đạo của Phạm Minh Chính. Dù là con mồi rất nguy hiểm nhưng cũng chỉ là con mồi để đánh đổ những nhân vật chính trị tầm cỡ. Nhưng ông Tô Lâm chưa chuẩn bị xong. Một mình bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã làm quen với một loạt các nhân vật quan trọng, đầu tiên là bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Khi bà làm bí thư tỉnh ủy Hải Dương, qua bà Ngân, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bắt đầu làm quen một loạt các ủy viên trung ương đảng để lợi dụng họ và đánh bóng tên tuổi của mình. Và đặc biệt, từ đó anh Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhà ta đã rơi vào mắt xanh của chị Nhàn. Đúng là anh hùng không thoát khỏi ải mỹ nhân, nhất là mỹ nhân đô la, mỹ kế. Kể cả ông Nguyễn Tấn Dũng, tất nhiên là bà Kim Ngân, ông Trịnh Đình Dũng, Nguyễn Thiện Nhân, Hoàng Bình Quân, Nguyễn Nhân, Chiến binh Bình Minh và Chu Văn Minh có tên bà Nhàn đã kiếm được hàm học vì Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã trở thành người đàn bà quyền lực uy danh cả nước, trúng thầu tất cả các dự án khủng mà bà Nhàn tham gia, được mệnh danh là vua đấu thầu. Trước thời điểm diễn ra đại hội lần thứ 13
của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính cái tên của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn này đã dậy sóng trước thềm Đại hội 13. Thế nhưng tất cả về Nguyễn Thị Thanh Nhàn chưa kết thúc ở đó. Hôm nay, một nguồn tin từ Hà Nội cho biết, một tin gây sửng sốt dư luận. Dưới vỏ bọc là một doanh nhân, bà Nhàn còn là một điệp viên như chúng ta đã biết. Trước khi Vũ Nhôm bị bắt thì doanh nhân này đi đến đâu được các quan chức cấp tỉnh cung phụng, các quan chức hán phục và ngưỡng mộ Vũ Nhôm. Khi đấy không ai biết Vũ Nhôm là sĩ quan tình báo, chỉ sau khi bị bắt người ta mới tá hỏa phát hiện ra Phan Văn Anh Vũ, tức là Vũ Nhôm, là thượng tá công an, nghĩa là chiếc áo sang nhận chỉ là vỏ bọc của Vũ Nhôm, là một sĩ quan tình báo, đội lớp doanh nhân, làm kinh tế. Nói một cách nôm na là Phan Văn Anh Vũ là điệp viên thuộc biên chế Bộ Công an. Đó là chuyện bình thường vẫn hay xảy ra. Việc một điệp viên đội lốt một vai trò xã hội và kinh tế nào là nhiệm vụ của một sĩ quan tình báo, chỉ có một số ít sĩ quan rất cao cấp mới làm việc ở văn phòng của Bộ Công an và kiểm soát các nhân viên của mình đang hoạt động khắp nơi dưới những cái áo vỏ bọc như chúng ta đã biết. Vào năm 2018, Tổng cục Tình báo Bộ Công an, tức là Tổng cục 53, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sự chạm theo nguồn tin từ Hà Nội, Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một người có vai trò sống vui nhộn nhưng thuộc biên chế của Tổng cục 2 thuộc Bộ Quốc phòng, trong khi Vũ Nhôm thuộc Bộ Công an. Nhàn là con người có vị trí chủ chốt trong nhóm lợi ích thuộc Tổng cục 2, có lợi ích gắn liền với các thương vụ mua bán với Israel. Thực tế, công ty AIC của Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ là công ty bình phong, một cái vỏ bọc mà thôi, được Nguyễn Thị Thanh Nhàn lập là để đánh lừa dư luận, để che mắt thì đúng hơn. Điều đó giải thích vì sao Nguyễn Thị Thanh Nhàn đi đến đâu dự thầu ở đâu cũng thắng thầu và lấy hợp đồng cung cấp các loại thiết bị, vật tư và dịch vụ một cách quá dễ dàng. Thầu đâu thắng đấy, những người quan sát nhìn về bên ngoài không sao hiểu được. Thậm chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn tham gia dự thầu ở những ngành mà Nhàn không có chuyên môn. Tất cả những đơn tham gia dự thầu đều thành công. Đó chỉ là vì lòng tham không đáy của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Tham ăn quá nhiều phi vụ chính, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã kết nối với các cơ quan mật vụ nước ngoài để đàm phán mua vũ khí cho Việt Nam. Nhóm lợi ích đã ủy quyền cho bà Nhàn làm giả ký hợp đồng với bên đối tác. Sau khi hợp đồng đã được thực hiện, Nhàn có trách nhiệm phân phối lại cho phong bì cho các thành viên của nhóm lợi ích. Chính vì vậy mà đối tác Israel rất coi trọng vai trò của bà Nhàn, coi bà là một cây phi sừng, tức là một nhân vật chủ chốt. Thiếu Nhàn thì mọi việc sẽ không trôi chảy. Hiện nay Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang ở ẩn bên châu Âu, không biết cụ thể bà ở đâu. Nói là bà được mật vụ của Israel bảo vệ rất chặt bạc, dù bị truy nã, Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn làm tốt vai trò làm đầu mối mua bán vũ khí giữa Việt Nam và Israel. Mua bán vũ khí giữa Israel và Việt Nam vẫn diễn ra bình thường và có phần tăng cường hơn. Bộ Quốc phòng Việt Nam đang có kế hoạch mua các hệ thống phòng không do Israel sản xuất trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ. Một tờ báo của Israel, Haaretz thứ năm ngày 18 tháng 1 cho biết, một phái đoàn cấp cao của Bộ Quốc phòng Việt Nam đi tham quan làm việc tại Israel mua 3 dàn phòng không Patriot 8 trị giá lên đến 1,5 tỷ đô la Mỹ do công ty Israel sản xuất hệ thống phòng không tầm trung 8 do Israel và Ấn Độ hợp tác sản xuất, có thể đặt trên đất liền hay trên các chiến hạm đều được. Theo tính toán của bà Nhàn thì Tổng Bí thư và Bộ trưởng Công an khi hết nhiệm kỳ này thì sẽ về hưu, có thể Nhàn sẽ được về Việt Nam để tiếp tục công việc của bà ta. Thưa quý vị, hiện nay Việt Nam đang xảy ra những biến cố Trung ương Đảng và Bộ Chính trị. Mới đây, dư luận trên các trang mạng xã hội, đương kim Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức bị thanh trừng, dẫn đến việc mất cấp chỉ huy Bộ Chính trị, đồng nghĩa với việc phải rời khỏi ghế Chủ tịch nước trong phiên họp bất thường của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản diễn ra vào chiều ngày 17 tháng 1 năm 2023. Ông Phúc được nói đã phải chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có 2 phó thủ tướng, 3 bộ trưởng có vi phạm khuyết điểm gây hậu quả rất nghiêm trọng. 2 phó thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ, còn 2 bộ trưởng, nhiều cán bộ bị xử lý hình sự. Theo thông tin từ bản thông cáo báo chí được phổ biến ngay sau khi phiên họp kết thúc, thì ông Nguyễn Xuân Phúc đã viết đơn xin từ chức và được Trung ương Đảng chấp thuận. Tuy nhiên, bản thông cáo này không hề nhắc đến những sai phạm
cụ thể của gia đình ông Phúc, đặc biệt là trong đại án liên quan đến bộ kit test nghiệm Việt Á mà theo như một số nguồn tin đã được tiết lộ, thì bà Trần Thị Nguyệt Thu, phu nhân của ông chủ tịch nước, chính là người cầm đầu thực sự đằng sau công ty Việt Á. Có thể đây là một cuộc đổi chác chính trị, ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bị buộc phải từ chức để giữ thể diện cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đối lại, vợ chồng con cái của ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ phân biệt khởi tố, không dính vào vòng no để cho qua đó, và có thể giúp cho toàn bộ gia đình ông hạ cánh an toàn cùng với một khối tài sản kết xù đã vớt được sau vụ việc Việt Á, theo như một số ước tính có thể lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Theo dự kiến, trong ngày tiếp theo, Quốc hội Việt Nam cũng sẽ tiến hành phiên họp bất thường để làm thủ tục biến nhiệm chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Hiện nay vẫn chưa rõ ai sẽ lên thay ông Phúc ngồi vào chiếc ghế chủ tịch nước. Một số thông tin thì cho rằng Đại tướng Bộ trưởng Công an Tô Lâm hiện đang là ứng cử viên sáng giá nhất hiện nay để lên thay thế ông Phúc. Ngoài ra thì một nhân vật khác trong bộ chính trị cũng đủ tiêu chuẩn để ngồi vào chiếc ghế trống cho ông Phúc để lại, đó là Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Tuy nhiên có vẻ như ông Võ Văn Thưởng cũng không mặn mà với vị trí không mấy thực quyền này. Phương án thứ ba cũng đưa ra, theo đó thì đích thân ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ kiêm nhiệm chức ghế chủ tịch nước theo đúng kịch bản đã từng xảy ra tại khóa trước sau cái chết của cố chủ tịch nước Trần Đại Quang. Mặc dù thanh trừng đối với chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc không phải là một thông tin quá bất ngờ vì chuyện này đã được dư luận đồn đoán từ cả tuần trước đó. Tuy nhiên ngay sau khi thông tin được chính thức xác nhận thì đây cũng được coi là một sự kiện gây chấn động và chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thời sự hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn tin mới nhất. Quý vị thân mến, ngay sau khi đến thăm cảng biển Cam Ranh vào ngày hôm qua, Tứ trụ tướng có quyền lực của Việt Nam đã có chuyến ra khơi vào sáng ngày hôm qua, đã có mặt tại quần đảo Trường Sa. Tại đây, những vị tướng tài của Việt Nam đã lưu lại trên quần đảo Trường Sa lớn và ăn cơm trưa cùng với những người lính hải quân Việt Nam. Trước khi được ăn cơm trưa đạm bạc trên quần đảo này, những cái người tướng Việt Nam mới thấu hiểu được cái nỗi gian khổ của những người lính hải quân nơi Trường Sa. Tình hình thiếu nước ngọt ở trên biển đảo vẫn đang diễn ra một cách rất là trầm trọng. Các chiến sĩ phải cắt cử 2 ngày mới được tắm một lần. Bọn họ đa phần phải tắm bằng nước biển mặt chát. Sau đó thì xối lại một lần bằng nước ngọt chỉ bằng một gáo nhỏ duy nhất mà thôi. Nước ngọt được ưu tiên cho việc ăn uống. Bữa cơm cũng chỉ có mắm, với nước gạo rang, rau xanh vẫn là một thứ thực phẩm xa xỉ đối với những người lính hải quân trải đảo Việt Nam. Đứng trước tình hình này, 4 vị tứ trụ tướng quốc Việt Nam đang lên một kế hoạch là cải thiện đời sống cho những người lính trên đảo được tốt hơn. Được biết vào ngày hôm qua sau khi tới cảng biển Cam Ranh, cũng chỉ có 3 vị tướng, gồm có Thượng tướng Phan Văn Giang, tướng Lê Mã Lương, tướng Trường Trạng Long và tướng Bùi Cao Khánh vẫn còn thường trực ở trên với các tỉnh biên giới phía Bắc để chống chọi với quân đội của người Trung Quốc, chưa thể về được. Ông chỉ có thể liên lạc qua hệ thống trực tuyến Internet với 3 vị tướng quốc nơi trên mà thôi. Theo kế hoạch đã định trước từ cuộc họp khởi động tại trụ sở Bộ Tham mưu, 3 vị tướng của Việt Nam sẽ có một cái chuyện những thăm quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và Bãi Đá Ba Đầu. Đây là một chuyến ra khơi lịch sử với con tàu quân trục mà Mỹ đã ban tặng cho Việt Nam vào hồi tháng trước. Cũng theo nguồn tin từ Hải quân Việt Nam cho biết, 3 trong số 8 con tàu ngầm mang tên Ngày Tận Thế cũng được Lầu Năm Góc cấp cho Việt Nam. Cũng theo bảo vệ con tàu quân trục của Hải quân Việt Nam, trên những con tàu này đều có các chuyên gia hàng hải hỗn hợp của Mỹ và Việt Nam. Các sĩ quan hải quân của Mỹ dày dặn kinh nghiệm cũng có mặt để mà hướng dẫn truyền đạt kinh nghiệm cho các binh lính và sĩ quan Việt Nam thực tế để cách sử dụng các loại tàu quân trục kiểu mới này. Vâng, đây là một chuyến ra khơi lịch sử có 102 từ trước đến nay. Phó Đô đốc Hải quân Phạm Hoài Nam cũng có mặt trên những con tàu này, chỉ huy cuộc diễn hành vòng quanh Biển Đông. Được biết, trước đó ít ngày ông Tập Cận Bình đã cho quân lính bắt giữ Đô đốc Hải quân Trung Quốc Thẩm Kim Long. Vị quan chức này luôn muốn cho Hải quân Trung Quốc phải tấn công đánh chiếm đảo Trường Sa lớn của Việt Nam. Và đây chính là lý do mà Hải quân Việt Nam đã phô trương sức mạnh, biểu dương sức mạnh vượt trội để tuần tra trên Biển Đông. Đây là một cái thông điệp cứng rắn muốn gửi tới nhà lãnh đạo Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình. Từ nay, Hải quân Việt Nam không phải lép vế trước Hải quân Trung Quốc nữa. Những con tàu quân trục Mỹ tặng cho Việt Nam giờ đây có thể đủ sức chiến đấu song phẳng tay đôi với 3 con tàu sân bay và tàu chiến của Trung Quốc. Kính thưa quý khán thính giả, một số thông tin tình báo từ Trung Nam Hải báo về Việt Nam cho biết, binh chủng Hải quân Trung Quốc đã hỗn loạn sau vụ của ông Tập Cận Bình, bắt giữ người chỉ huy đứng đầu binh chủng Hải quân của họ chính là Đô đốc Thẩm Kim Long. Trước đó, nghe tin Việt Nam đón nhận tàu quân trục và chiếc tàu ngầm mang tên Ngày Tận Thế của Mỹ, thì Hải quân Trung Quốc đã hỗn loạn đến mức nhiều binh sĩ phải tìm cách dậy ngủ sớm. Những binh lính trẻ chưa đủ tuổi,
Xin dậy ngủ thì đã tìm cách bỏ chạy, bỏ trốn đèo ngủ sau cuộc chiến Trường Sa và bãi đá Ba Đầu. Câu chuyện con tàu quật trục của Việt Nam đã đến cảng Cam Ranh của Việt Nam được các kỹ sư lắp ráp các thiết bị phóng tên lửa xuyên thành và sau đó là tiến ra quần đảo Trường Sa được lính hải quân Trung Quốc truyền miệng cho nhau nghe rợn cả tóc gáy. Một con tàu chiến của Trung Quốc vẫn coi thường con tàu quật trục của Việt Nam đã gây chiến bằng cách nổ súng trước vào các tàu quật trục của Việt Nam. Ngay sau đó đã khai hỏa bắn liền 4 quả tên lửa khiến cho con tàu chiến hải quân Trung Quốc phải nổ tanh bành tan tành, xác pháo 298 thủy thủ trên con tàu Trung Quốc đều thương vong. Sau đó lại tiến ra cái bãi đá Ba Đầu, hải quân Trung Quốc một lần nữa thất bại thảm hại, khi 4 con tàu hải cánh của Trung Quốc bị nổ tung bánh xác. Gần như con tàu chiến của Trung Quốc, những cái con tàu này, án ngữ ở bãi đá Ba Đầu nửa năm nay phải bỏ chạy tán loạn về cảng Du Lâm của Hải Nam. Những cái trận đánh khác của hải quân Việt Nam trong những ngày vừa qua đã khiến cho hải quân Trung Quốc phải thất điên bắt đảo, long quân rã rời. Đó chính là lý do tại sao mà đạo đốc Thẩm Kim Long của Trung Quốc lại xin diện kiến chủ tịch nước Tập Cận Bình. Ngay sau khi từ Vịnh Bắc Hải trở về Bắc Kinh, đạo đốc Thẩm Kim Long đã đề xuất các chiến dịch tổng tấn công vào quần đảo Trường Sa của Việt Nam, mục đích là đánh chiếm Trường Sa lớn của Việt Nam. Ông Thẩm Kim Long cho rằng cái kế hoạch chiếm đóng đảo Đông Sa, đảo Ba Bình của Đài Loan, theo kế hoạch của ông ta thì ông Tập Cận Bình nên hoãn lại, bởi dù sao Đài Loan cũng giống như con cá nằm trên thớt. Hải quân Trung Quốc muốn thu hồi lúc nào cũng được, nhưng hải quân Việt Nam đang lớn mạnh nên không ngừng. Và nếu như không đánh nhau giành mặt hải quân Việt Nam, chỉ trong vòng một thời gian ngắn nữa thôi thì hải quân Việt Nam sẽ lấy lại được biển đảo đá nhân tạo mà Trung Quốc tốn tiền tốn của bấy lâu nay mới kiến tạo được. Vấn đề chính ở đây là lòng quân. Hải quân Trung Quốc đang hoang mang, lo sợ lúc nào cũng mang tâm lý trốn chạy khi đụng phải hải quân Việt Nam. Theo nguồn thông tin tình báo của Việt Nam từ Trung Quốc, báo về cho biết, Đô đốc Hải quân Thẩm Kim Long đã vượt quá tầm ảnh hưởng của mình khi đối diện với ông Tập Cận Bình. Từ trước tới nay chưa có ai dám ngang tàng ngang ngược cãi lại kế hoạch của ông Tập Cận Bình. Trước đó, ông Tập Cận Bình đã lên kế hoạch mục tiêu Hải quân Trung Quốc là trong vòng 6 tháng, cuối năm sẽ tấn công một cái đảo Ba Bình và đảo Đông Sa của Đài Loan. Và Đài Loan vẫn ngang ngạnh không có chấp nhận một cái điều kiện là một quốc gia hai chế độ, cái điều kiện khác mà Trung Quốc đưa ra. Trung Quốc sẽ tổng tấn công đánh chiếm Đài Loan. Nhưng ông Thẩm Kim Long lại dám gạch ngang cái kế hoạch trên của ông Tập Cận Bình, chuyển hướng cho hải quân Trung Quốc đánh đảo Trường Sa lớn của Việt Nam. Cái kế hoạch này nói đúng ra rất là chí lý, nhưng cái tôi của ông Tập Cận Bình quá lớn. Ông ta chưa bao giờ để một kẻ khác tài giỏi hơn mình có cơ hội lên mày lên mặt. Bây giờ bỏ kế hoạch đánh chiếm Đài Loan tấn công Trường Sa lớn của Việt Nam, tức là ông ta phải nghe theo ông Thẩm Kim Long. Chính vì cái tôi quá lớn, cho nên ông Tập Cận Bình đã không thừa nhận kế hoạch hay họ đánh chiếm đảo Trường Sa lớn của Việt Nam rất là đúng đắn. Và đã ra lệnh cho ông Thẩm Kim Long quay trở lại Vịnh Bắc Hải chuẩn bị cho một cuộc tấn công đánh chiếm đảo Đài Loan. Lý do ông Tập Cận Bình đưa ra là sức mạnh của Hải quân Việt Nam đang mạnh lên và không nên đối đầu trực diện vào trong thời gian này. Nếu hai bên xảy ra xung đột chiến sự sẽ xảy ra, thì một cách thương vong bên sẽ thiệt hại rất là nặng nề. Mỹ sẽ là nước có lợi nhất. Ông muốn chờ đợi cho tình hình quân lính Hải quân của Việt Nam xuống tinh thần thì sẽ tấn công vào Biển Đông của Việt Nam. Kính thưa quý vị, vào lúc 9 giờ chiều ngày hôm qua, chúng tôi đưa tin ngay sau khi cuộc diễn kiến bất thành với chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thì ông Thẩm Kim Long tỏ ra hết sức là bực dọc, nhìn rõ tim đen của ông Tập Cận Bình vì sợ cái tài cán tài năng của mình hơn hẳn ông Tập Cận Bình, cho nên đã gạch ngang cái kế hoạch của ông ta khi đề xuất đánh chiếm đảo Trường Sa lớn của Việt Nam. Và chán chường vì biết Tập Cận Bình ghen ăn tức ở phí đổ hiện tại, cho nên Thẩm Kim Long đã ngay sau đó đăng một bài viết trên trang cá nhân với nội dung 17 con tàu khu trục của Việt Nam đối đầu với tàu sân bay của Trung Quốc. Trong bức ảnh này, ai ai cũng có thể nhận ra rõ cái sự phơi bày là tàu sân bay Liêu Ninh, tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc bị tàu khu trục của Việt Nam bắn cháy. Trong tấm hình này nổi bật là cái tấm hình của ông Tập Cận Bình đang giơ tay ra lệnh cho tàu Trung Quốc phải rút lui. Nhìn cái dáng điệu hớt hà hớt hải của Tập Cận Bình rất là thảm bại, ai nhìn thấy cũng mà thương hại thầy. Ngay sau cái bài viết này của Thẩm Kim Long, ông ta có đến hàng chục triệu lượt chia sẻ, kèm theo những lời chế giễu đầy chua xót. Và những thông tin này đã làm cho ông Tập Cận Bình đùng đùng nổi giận. Cho đến hôm nay, ông Tập Cận Bình đã cho quân lính bắt giữ Thẩm Kim Long ngay lập tức và đưa về Bắc Kinh. Theo nhiều nguồn thông tin cho rằng ông Tập Cận Bình đã làm trảm ông Thẩm Kim Long ngay lập tức, nhưng cũng có nhiều nguồn thông tin cho rằng hàng triệu hải quân Việt Nam nguyên cái vị đô đốc này đã nổi loạn khắp nơi, cho nên ông Tập Cận Bình vẫn phải giữ lại mạng sống cho ông Thẩm Kim Long, chờ sự kiện dịu đi rồi sẽ cảm sâu. Cùng với sự kiện tuyết trụ Việt Nam đưa 17 con tàu qua trục ra khơi đi vòng quanh vòng Biển Đông, Việt Nam một cái hành động dự võ dương oai kích động quân sĩ Trung Quốc nổi loạn chống lại ông Tập Cận Bình. Vào đầu giờ chiều ngày hôm qua, những con tàu khu trục và tàu ngầm của Việt Nam vẫn đang trên đường ra bãi đá Ba Đầu. Tất cả những hình ảnh này đều được tung lên mạng xã hội TikTok của Trung Quốc để cho lính hải quân Trung Quốc biết được sức mạnh quân sự Việt Nam.
và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về vụ này. Còn chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe tin tức thời sự của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.